Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Các bạn ơi, bây giờ này mình sẽ tô màu cho các bạn xem này. Để mình tô màu sau nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Như vậy là mình đều hết lâu xong rồi các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, bây giờ là mình sẽ tô màu cho các bạn xem. Thấy đau chưa?
Tôi mở phần ra ngoài. Ai mốt rồi, thử vào. Để lao. Để lao. Vừa ấy vào video, thêm video nữa đi. Tao thừa rồi. Như vậy là mình đã tốt xong rồi các bạn ạ.